chim mà cô chú anh chị ơi, cô ghê kìa. Cái này tụ hộp dữ rồi. Cái này con chim nó quán nó Nhung. Quá rồi, quá rồi, chim biến quá rồi. Mình với Nhung lớn, Nhung nhỏ rủ nhau ngày hôm qua mò được hai cá lục chiến, còn được hai con của chú ơi. Ra đây nướng ăn buổi chiều. Bữa nay nước người ta bơm quá đầy rồi, không có bắt cá có rồi. Bởi vì đi ăn thôi. Mời của chú thấy anh chị thì mình nha. Mời bữa nay coi nào của chú anh chị coi đồng xài nè. Hết hồn xài luôn. Yêu cầu mình dắn đây chừng 2-3 ngày thôi là xài chết ra quặng thôi rồi. Chứ hai bữa cho bá rồi bây. Chứ vậy để cái xài này ăn vậy, ăn rồi hãy đi nướng cá. Hai bữa cho bá luôn. Ôi ôi con mũ nó chảy nè cô chú. Để chủ rồi chưa? Để chủ rồi chưa? Yeah. Mà sao chua lè chú bé? Tấp cái xài này luôn. Cho xin mượn lon muối vậy anh. Đâu? Đây. Nè. Đâu đi. Nữa. Chưa đó rồi. Lâu rồi. Đi ngày qua mò được hai cá lâu chiến còn cũng chậm chậm. Cái này buồn quá rồi, đủ rồi chứ lại chị đang muốn đi mò bờ. Để ăn bây giờ đi ra đây đang ăn cá nướng cá ăn rồi cho mình ghi view đi. Bây giờ mời ông bà cô chú anh chị ăn đây hai cá lại nó bất khơi thì ăn. Thôi bữa hổm ăn không chưa, nó ăn chưa dữ vậy. Chứ còn ăn bữa con chuối á. Con chua bà. Ừ. Chua. Cái gì vậy? Với lại má trời. Trời quá. Thôi kiếm kiếm gửi đặng mà nướng cá chú em xài này á chút ăn luôn quá chua rồi đang nổi luôn. Kiếm cây đi Vinh ăn đi nướng Vinh củi đây đây nè, đây có củi luôn. Gom ba này lại mình thấy cá mình nướng không chú?
cái bữa đi tèn. Ủa mấy con hải cũng không lên một cái cháy rồi, mấy cành cành của chú ở trong này nè. Đợi chú tám lên đỡ gì tám. Ừ. Khoan đợi chút. Cơm cho đủ luôn. Rồi nhúng lửa đi Nhung. Hãy hai cá lên trước đi. Cho lòng vô. Rộng không ăn bữa nay nó ốm này nhưng bữa đó bắt trong cái hầm được cá bự quá. Chắc cá này cá này có trứng mà còn trứng ngon nó ốm quá. Mày không đốt xíu giờ mà ta. Đốt ngay cái xài vậy. Nướng mấy cài. Nướng cái này là đủ. Con lấy cái cây bự đi coi Nhung, lấy cái bự ra Nhung. Đây. Nóng quá chứ kìa. Nóng nhiều là chưa đủ chứ đủ rồi đó. À, để ngày mai đi đi vòng vòng lên chảnh rồi lại coi có chuyện dịch đẻ. Mày ơi nguyên cái bài dịch thằng đó là người của chứ. Lụm dịch đẻ. Có ông chủ đó thì lụm sao chữ. Lại là ông đi thì mình lụm được. Lại ông lụm. Lại ông lụm mình hột nó báo. Ông quất hột một hồi là đang no luôn. Lông biếu luôn, lông, đại biếu đây. Đi đâu vậy? Còn chín này ra có cá ăn kìa. Nhiều không này đủ chín này nè. Coi nè, có chú. Bây giờ mình xuống mình rửa. Mình rửa cái tay đặng mà mình lên mình ấy muối ra cô chú ơi. Giờ cái tay bóc nãy giờ nướng thấy gớm quá. Dạ, dạ. Có khi nào mà lọt cắm cái đầu xuống đây luôn không? Trời ơi, dành cho một nước ghê kìa. Rửa hột một trái được hả bà tám? Ừ. Nước quá nhiều. Cắm thử muối. Trời cái này mát à. Cắm. Cắm thử muối. Lụng ra đây cắm mình minh rồi bà tám. Ngọn lỏng tướng. Ngọn bò hôm. Lỏng tướng nghe mới nghèo vậy.
cho hết lửa đó chín cá. Xài đâu mà nó ngọt. Chúng chứ xài, dạ chứ xài, xài tóc mà già luôn, tóc lão luôn. Về mua cao kia rồi đó. Giờ không có về, không có gì đựng mà nó để vừa. Để cái bọc mình để cái đỡ cá đi chứ vợ không có cái này. Cái này là 18. 18 bằng số đi phá rồi. Bằng cái nhánh nhỏ này. À mua lên ra đi. Chặt cái dụng độc này tí xíu à. Được rồi. Cái này được. Ừ. Rồi đi. Để đặng vớt cá đi nha. Đi thôi. Còn con nữa. Rồi hai người kia nắng rồi. Đập đi, đập đi. Đập ra đem cái lửa đi. 1 2 3, 1 2 3 dặn lưng cho nó nè. Rồi khỏe chưa, khỏe rồi đi. Rồi nha. Nhấp giò nha. Ủa nó thơm. Rồi ăn bê cái hù. Qua đây đi, lóc dép đi. Đó. Mày ngồi cái này ăn kiểu hoàng hôn xuống rồi mày đó. Nhất gần. Mình mời cô chú anh chị ăn, hai bà nghỉ ăn nha, để mời cô chú anh chị ăn với tao thôi nha. Đồ tám tấm quá. Đồ ăn có đồ gì? Nè bọn cho ăn lụm ăn buồn rồi đó. Ngồi đợi đó. Đợi con tao ngoan lắm, ngồi đó đợi thôi. Nóng không thể nào ăn được. Mày ngủ cái trứng kìa. Cái trứng nó hơi ấy rồi đó mày.
Nhung ăn được rồi đó. Được rồi. Trứng nó hơi bể. Mọi người chú ăn miếng cá đầu ký nướng nè. Ăn rồi ta. Ngon. Này hơn Vinh tép mẹ nhiều chú. Thôi để ăn trứng. À. Ăn miếng đi. Thôi nằm, mời chú anh chị miếng trứng ha. Rồi chú anh chị miếng trứng ra nó ngon. Anh đi Vinh. Anh đi dùng ngay quá trời. Trời ơi chú anh chèo lên chén nó mắm nó ngon. Chú muối chú quên nó lộn nha mắm. Trời ơi. Chị ăn khác ngoài chảy miếng luôn chú. Ngon. Mẹ ngồi ăn mà nghe nhóc nhang nó kêu nữa bà đó. Đúng bài luôn. Ăn hôn xuống rồi. Cá này thịt quá thịt vừa nhắc xuống vừa nó ăn ngon đó. Nóng. Cá này quá ngon của chú anh chị vô nướng lên xuống ăn liền thịt nó dẻ đó nha. Chà như đây mình thơm mình cắn cái đã miệng ra. Rồi chú anh chị ăn miếng cá này nãy giờ không mời. Không có mời ăn cá nãy giờ ăn kiếm. Nó dẻ mà để ăn sột 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 luôn ngon á. Nó béo. Đặng. Nhã là cái mặt đó, bể mặt. Nóng hả? Nhiều cặp nữa. Dạ. Cặp miếng gì mấy anh em mới đã. Ngon. Ngửi xương. Nước chấm này nó ngon nhất cái nách. Nước chấm thần thánh. Trời ơi trứng nó nè của chú anh chị ơi. Trời ơi ơi. Dạ dạ. Thế cá đầu kiến mình ăn gì? Kiến rắn trời gì bột gì vậy? Kiến rắn kiến rùa. Nè tụi ăn kiến rùa nhé. Trang gì nè. Trang nướng gì đưa cho miệng gì nè. Lâu lắm rồi không ăn cá đầu kiến. Bữa hôm qua mình mới mò được con cá đầu kiến bự, mình tính hòa thêm nữa bữa nay mò nữa mà nước bơm quá bơm không có hai con ăn luôn. Hôm nay không có cá hả? Hôm nay bơm không bơm đâu cá. Hôm nay cho mấy cá vui quá cái đầu béo rồi. Vinh nè, Vinh nè, tới một chuyện nè. Nhưng ăn miếng trứng này không đó là hết không gì à. Siêu gớt này. Ngon. Trời ơi cái trứng nó béo, con cá này không có trứng đâu chú. Ăn ướt cái da đi. Để mình biết bữa nay mình tính định là bữa nay là lên mò mớ nữa là cho nhiều nhiều ăn của chú ơi. Phải biết gì mua. Ủa mà thấm gầy để dồn dồn nó ăn được rồi. Ăn hai con không đã gì sao.
đúng béo luôn. Cái đầu béo quá. Béo quá quá béo luôn nhìn nè. Ngon. Ăn mấy xài nó giờ chưa ăn mấy xài nè. Con khóc con kẹt con lo ra được ăn nó chạy. Béo. Con chịu sốt mấy rồi luôn. Thôi mình ăn nãy giờ cũng xong rồi, cô chú anh chị cảm ơn bà cô chú đã theo dõi hết clip Tấm Lại TV. Nếu cô chú anh chị thương yêu thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận clip mới thật hay ý nghĩa cho cô chú xem nha. Còn bây giờ mình xin phép về bà cô chú, bye bye bà chú nha. Bye.